tao đi, hỏi tao bây giờ đi. Con đi hỏi tao ta. Giữ chữ nhất là con phải dùng dịch phẩm đó. Trời, nó giả rồi ta. Tao mà gặp lại nó ha, tao quánh cho nó ốm như tao luôn. Quá bà hai ơi. Rồi bữa nay cài đặt tôi yêu đời. Đến đến tiền. Nhà ăn đi cho bớt tức. Mình bà có nhà không? Con bà đi làm mày. Mấy quỷ vườn nữa hả? Ở bà đi đâu? Không còn ngủ mà động mình nè. Ở đây làm gì có sống trời. Vô nghỉ xíu đi. Vô nghỉ xíu đi, nắng quá trời luôn rồi. Vô. Nắng quá. Nắng quá. Nắng quá. Mấy giờ mày? Tao làm gì có đồng hồ. Mày hỏi tao đi, hỏi tao mấy giờ đi. Mấy giờ rồi? Đồng hồ xịn mà mày không hỏi. Mấy giờ ăn cơm rồi đó. Bên này má mày có đem cơm cho mày không? Tao cũng không biết. Bên này má mày có đem cơm cho mày không? Nhà tao gần, tao về nhà tao ăn thôi. Mấy cái con gà này thiệt tình chết. Má còn hơn cái gì nữa. Bực bội à. Ở nhà để ba cái đồ ăn nó trên vàng nó nhỉ lên nó trơn rồi trơn bà. Để tao điện má tao kêu má nấu đồ ăn luôn chưa? Rồi mày khỏi đem cơm theo. Có điện thoại tao ta. Sớm hay bóng tối mà. Trời ơi. Ủa, tao lại. Đù quá ghê mày. Đi gộn mà đem hỏi ghê vậy, 11 gô luôn. Nhiều rồi chú ơi, ba mấy củ thôi. Ghê ghê. Rồi bữa nay cài nhặt tuôn yêu đời đúng không? Lô bu công chuyện chơi mà. Thật tình chứ. Lô bu chơi mà còn điện thoại nữa. Nó làm cái kia còn điện thoại gian đó. Alo. Má nghe. Gì con? Má hả? À, bữa nay dẫn bạn về ăn cơm nha. Vậy hả? An tâm đi, nhà mình gạo nhóc trơn á. Dự trữ nhóc là con có vụ dịch thẩm đó. Tha hồ dẫn gì vậy? Nhớ nấu loại ngon ngon, giới thiệu bà nấu loại ngon lắm đó. Bà nấu dở cái gì nó chê bà đó. Rồi nghe chút xíu khoảng 10 phút nữa con về. Thôi nha. Rồi rồi. Trời ơi. Đã làm muốn thiệt rồi mà nó còn dẫn nữa. Mấy quỷ sứ về nhà nữa. Bội quá ha. Để các điện thoại vô túi đi đâu. iPhone 11 vô mắt. Giảm lúa đâu 3 năm mới mua được. Bữa nghe nói mày mét má tao vụ nhóm thì bé chăm nhà bá vậy. Ừ. Bé dậy bé chữ sáng đêm luôn. Đi ngang nó bé chăm của bà. Cái đầu cái xin không cho, cái đầu cái nó xúi mát nữa, nó đi mát luôn. Sao mày không lấy cây mày chọc á, chứ mày mát ba chị ba giữ gì nhà tao nghe không á. Ai biết đâu chăm của bà mát, bà muốn làm gì mà làm chứ chọc nó làm gì. Mới nhắc có liền kìa. Trời ơi trời, linh ghê. Cái vừa cái đám đó mày lấy cái mày chọt nó dùng thứ đám quỷ dù phá làng phá sớm cái trăm ba giờ ba chữ mấy ngày trời thôi tao giờ ăn cơm mà đi về ăn cơm đi. Ờ, đi. Tức tức thằng mập ghê luôn. Bữa nó mấy mình vô trăm đó tần tần nó xuống luôn cái mày hả? Tao mà gặp lại nó ha, tao quánh cho nó ốm như tao luôn. Bữa nay á, thằng Mập nó đi chung với thằng con bả giẫm lúa vô cỏ vậy đó.
mà bẻ có ta tức, bẻ có mấy cái chầm mà thằng mập đó nó mép bả ba chữ mà ba bả hung dữ quá, không có được. Bây giờ ba chữ ba gượt mình thấy không? Giờ mình chơi trả thù quá. Cứu đi. Đúng không? Bữa nó làm tao té muốn chết luôn. Vậy hả? Nhất là thằng mập. Bây giờ mình ơi mình xin tha mà không tha luôn mày. Trả thù nó. Cho má nó nhìn không ra nó luôn. Trả thù quá đi. Tức không? Tức không tao mày. Ba gượt tao trả xíu té. Bữa nay tao nói rồi, tại tao đi ngay tao thấy mà ai nói á, nói là thằng con của bà bữa nay nhộm dậm lúa vô cổ thì ai đó. Nè, tiền cắt gì đi. Nè, ăn đi cho bớt tức. Nè. Trời ơi, nhẫn lòng luôn. Ừ, cắt gì đi. Giờ trả thù quá đi ha. Ừ. Thì kìa kìa, mới nhắc mấy thằng khốn nạn kìa. Đâu vậy? Chỗ hàng đó là ngồi đó. Kìa kìa kìa, kìa. Tao thấy rồi. Kìa. Ê, bây giờ hai, ba đó mình. Bây giờ một mình ba có nhà phải không? Con ba đi làm mày. Ừ. Chồng ba cũng đi làm mày. Ừ. Bây giờ ba mình về trả thù quá. Đi. Được à? Được, được. Nhanh lên. Biết ba có nhà không mày? Đáng léo mình coi dữ ơi. Kè bông đẹp ghê. Có nhà mày. Ba thấy ba hung dữ ba cố. Hôm bữa ba chửi nó trẻ mày. Giờ sao ta? Ê, mình tao có cách rồi. Tao có cách rồi. Cách gì? Bây giờ mình đi vô và nói mình nói con bả bị trâu hút rồi gục nhiễu ngoài lòng á. Mày có đặt miếng trời. Ừ. Đi. Đợt. Bây giờ bây. Hai bây giờ này. Tao chạy thẳng vô, tao la làng lên. Cho bả hết hồn bả chạy đi kiếm con má. Đi đi. Để hai tao úp núp đây mày chạy vô. Bả hai ơi. Bả hai. Đi kiếm con hai tao đó bụng quá à. Đó bụng không? Vô nhà bà kiếm gì ăn. Ừ. Ơi bà không giữ lắm đó tao sợ. Trời chơi đi tao đâu hay đó. Đi đâu? Bà rủ bà đi rồi, bà kiếm con cái rồi. Ê mày ơi, có điện thoại kìa. Thôi, bà tù chết mày. Cái này chắc bà chừa cho thằng con bà nè. Đồ hủ, đồ hủ. Bó thích, bó nghe thích luôn. Ăn liền. Trời ơi, đậu muốn tôm luôn rồi. Trời ơi, thơm quá. Tôi cho thằng mặt đó, đói luôn. Ăn hết luôn, ăn hết cái nói luôn. Ngon giòn mày. Ngon quá, mới ăn. Mới ăn. Mới chiều rồi, ngon hú rồi. Ngon. Ăn hết luôn tàu. Nóng quá. Trời ơi, bỏ. Tao nghĩ ăn luôn. Trời ơi, còn bà nhìn đói luôn, như bà nhìn đói luôn. Bà hổng xin có mấy cái chầm. Chữ ngược lên, ngược xuống, chữ như trâu. Cho nó đói, cho nó ấm bớt. Người kế bạn ngồi đi. Ngồi. Nè đi ăn. Bà không giữ nó, bà còn trả rồi chứ. Trời ơi, nặng nó tới đâu hay đó. Không biết con có sao không? Mệt quá. Bà không nói. Không biết nó có sao không mà cái đám quỷ đó nó nói vậy. Không biết sao không? Ủa, sao giờ ngoài đầu không thấy ai cho vậy? Có khi nào nó gạt mình không? Mà ở đây làm gì có trâu trời. Sao mình ngu dữ trời, già mà sao không dữ gì không biết nữa. Ở đây làm gì có trâu mà trâu hút. Trời kiểu này chết rồi. Tao chạy về đánh con nó ăn bên nhà tao đánh con mẫu lên. Quá quá. Trời ơi, chả cá. Ê, ăn những cái này mình không có làm ngon thiệt hả mày ha. Ăn không có tiền nữa. Ừ. Mà trả được thù nữa. Ừ. Ngon quá bà hai ơi. Nghe cá mà. Ờ, ra mãi. Ừ. Nghe vô. Ừ. Để tao. Đó. Mà vô đóng nhóc ăn hết chứ. Sức mạng đồ mọi mạng nhóc hết. Để nấu cái áo rồi chưa má? Đó kìa, vô cơm sẵn trên kìa. Bà đi đâu cũng biết nữa. Má ơi! Bà đi đâu rồi đó? Rồi đi rồi, tao cởi áo rồi lấy cơm nha. Đói thì ăn cơm vô mới ngon. Ai đâu không biết. Chắc đi bẻ chăm chứ gì. Vô. Bẻ nè. Ăn nhiều nhiều của mày, không có ngại người mày nhà tao nha. Tên 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 tên. Ủa sao không có gì dân vậy.
Kêu bà nấu cơm á, bà nấu đã rồi, bà đi đâu rồi? Gà tao kiếm bà rồi. Luôn. Cái đám quỷ này. Ô cơm nó ăn má. Bạn gì bốc lên không bạn? Bác không anh. Gì á? Có sao không? Có sao không? Chỉ là má bị dạ thôi. Có sao đâu. Cái đám quỷ kia là đến kêu má. Má đang nấu cơm chẳng qua. Để má dọn sẵn thôi. Má giúp con thái ăn đậu hũ nấu tôm. Má làm cho con ăn cái chổng rồi để nó cái đó. Có miếng nào đâu. Nó chạy vô nó kêu má là tụi con bị châu gì. Đám nào? Hút lời gục. Ba cái con nhỏ con hổm mà má gục nó. Dụ bị nó bẻ chậm chậm cho mình á. Mấy quỷ dương nữa hả? Ừ. Rồi để con đi kiếm nữa.